Em tên là Nguyễn Lê Thanh Phương, hiện đang học khoa kỹ thuật hóa chất lượng cao tại trường Đại học Bách Khoa. Hồi trước em đã tham gia kỳ thi trên giấy rồi và bây giờ trải nghiệm kỳ thi trên máy tính thì em cảm thấy nó có rất nhiều ưu điểm, bởi vì nó sẽ làm cho tâm lý mình cảm thấy thoải mái và mình có thể xem xét thời gian ngay trực tiếp trên máy tính của mình. Trong bài thi writing hoặc là reading thì em có thể tua đi tua lại các câu hỏi, các bạn sẽ chủ động về thời gian hơn. Em trải nghiệm máy tính và tai nghe của IDP thì em cảm thấy nó tốt và mình có thể điều chỉnh màn hình và âm lượng sao cho phù hợp với bản thân mình nhé. Em chắc chắn sẽ tham gia nếu mà sau này IDP tổ chức thêm một sự kiện nữa và em hài lòng với buổi hôm nay ạ.